nó đâu có nhảy rồi, nó không chảy số. Đây là chơi chiêu hả? Giờ lên nhìn đâu có tròn tròn nữa, nó có quay. Cái này giống ở bên quận năm này bạn, bên đường An Dương Vương á, đúng không? Để xây luôn. Bến nổi tiếng của ngày xưa của Cần Thơ. Nổi tiếng về cái gì? Nổi tiếng cái bến Ninh Kiều này nổi tiếng của thành phố, nó có mỗi cái chỗ đây dọc bờ sông. Không nhưng mà nổi tiếng Thơ. Đó, ví dụ nổi tiếng. Nó cũng rộng nhưng mà không có đẹp bằng kia đấy thế á. Được đấy, giống như nhau là giống như bên quận năm chưa khác gì đâu. Eo Nín Thờ cũng nổi tiếng rồi, cứ nhớ nói eo Nín Thờ ai biết thật không nhận eo.